Lời khai của kẻ thủ ác giết nữ công nhân lúc rạng sáng. Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy điện thoại di động, tiền và một số vật dụng của nạn nhân, sau đó mang đi phi tang tại nhiều nơi nhằm che đậy tội ác. Ngày 10 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Thế. Sinh năm 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dương Văn Thế. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết thêm, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Dương Văn Thế khai nhận khi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, thì nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy điện thoại di động, tiền và một số vật dụng của nạn nhân, sau đó mang đi phi tang. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã phát hiện thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Đến tối cùng ngày đã xác định được tung tích nạn nhân là chị GTP, sinh năm 2005, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Hiện làm công nhân tại khu công nghiệp Bá Thiện. Quá trình điều tra, xác minh, sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị GTP vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Nguyễn Mạnh Tường, bảo vệ pháp luật.